Rồi, MG đâu lên đâm thử phát coi. Ui. Nó bơm máu này anh em ơi. Mình bơm máu bằng tay mà vậy cũng khá là nhanh rồi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MUViet.vn.net nha anh em ơi. Thì cái bản Season 2 nha. 5 class nguyên thủy. Thì bây giờ mình sẽ cầm DK mình đi nét đam thử cho anh em xem. Thì mình đang mặc chất dòng xanh cộng 13 nha anh em ơi. Đó. Là có dòng phản hồi lực tấn công là 5%, làm hai kiếm dòng nha, huyền thoại đó, Win 2. Thì bản này là nó map nó chỉ có Win 2 thôi. Ôi có ông này lại biết mình này, lại là mình đây. Để mình đang cởi con sói hoàng kim đó. Dây chuyền thì 10% thương hoàn hảo, với lại quăng cái này á là chưa kiếm được cái dòng ngon nhất đâu anh em ơi. Mình quăng đại mình mặc tạm vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi đâm thử xem phê không. Đó. Thì anh em đeo vũ khí dòng thì nó có cái tăng 5% đam khi sử dụng vũ khí dòng. Đó. Và thêm được cái này nữa. Bây giờ mình sẽ đâm nhau thử nha. Đó. Ôi. Cũng ngon đó anh em ơi. Ui. Đấy ông này trâu thế. Thì bên này nó có danh hiệu. Mà cái danh hiệu anh em muốn mua thì mua danh hiệu thì anh em phải ra web nha. Ôi. Thì mình đang cộng điểm là Mình đang cộng điểm về sức mạnh để đâm gió cho nó phê. Ui, mày ghê thế. Quái vật, tên quái vật luôn, ghê thật. Quái đái nhờ. Tâm không thấm luôn kìa. Ui, quay quan chọc mình phát chết luôn ta. Ghê ta. Ông này đang mặc sắc dòng đen hả? Ui, bơm máu kìa, bơm máu vậy mà. Ồ, đâm máu không thấm luôn ta. Ui vãi đái thật. Để coi ông nào đâm chết không. Ôi, đâm không có ông si nhê luôn ta. Ui vãi thật. Toang rồi anh em ơi, cộng kiểu này không ổn rồi. À mẹ, cộng cái này mà đâm gió không thấy thấm thía gì. Ghê nhờ. Cho mình cộng lại không. Anh em mà muốn tẩy điểm thì ở trong này thì anh em đánh lệnh là free point nha. Là sẽ tẩy điểm. Để cộng lại. Còn muốn mua danh hiệu thì mình ra web. Ra web để mua. Ôi ông này đâm thốn thế mà mình đâm không thấy xi nhê kìa. Bơm máu, mình bơm máu tay nha. Ui. Không ổn. Ghê quá. Buổi chiều thì anh em test đang khá là đông. Tối này thì đây, đang đi quăng đồ khá nhiều. Ui bên này quăng đồ quá trời luôn. Để mình coi sao cộng điểm lại không. Ôi cộng điểm mà đấm không thấm ông này luôn. Nếu luôn, để có ông nào nó không test thử thôi. Nhiều khi đồ này làm lại nha. Ông này chắc giết xét giảm sát thương rồi.
Ông biết mình mặc set 5% luôn kìa. Set 5% nghĩa là phải cộng vào VIP. Phản đam. Đâm một này thôi nha. Ôi đâm một này thì chết mà đâm một này không chết. Một này này chắc set 4% rồi anh em ơi. Đâm con này thì chết này. Đâm này trâu quá. Này không ai đâm chết được. Đó. Đâm con kia thốn rồi, đâm con này không thấy thốn luôn. Để chút xíu coi đồ ông xem. Các này chơi đồ 4% có. 4% giảm sát thương. À, đâm con này thì chết ngáp. Ui. Trời ghê thế. À, VIP thì mình cộng có 20k. Thì bên này khi mà mới vào thì anh em được 65k point. Anh em thích cộng kiểu gì anh em cộng. Thì mình đang cộng kiểu này để đâm gió. Và cái set đồ của mình là set đồ là 5% phản hồi sát thương. Mình thấy cái set dòng xanh nó đẹp nên mình đấy set dòng xanh này cho đấy cắt. Mà đúng ra dòng xanh này phải cầm cái đao kia cơ. Đao quan vũ ấy. Đó. Thôi, để đâm ông này coi. Này coi. Ôi, ông này cũng ghê thế. À, anh ta bảo anh ta mua số tấn công rồi nha mày. Một số tấn công. Thì bên này là do anh em build đồ nữa. Ông này chắc đồ giảm sát thương. Châu quá, khá là châu, mình đâm không nổi. Đâm không thấy thấm. Để mình vào mình mua con xoáy. Lại dinh pen đang còn chưa có ổn lắm. Rồi không giúp nghe xét nhân. Và mẹ. Dinh pen này đang còn. Chưa ổn. Để coi. Làm con xoáy tấn công nha. Rồi cỡn số tấn công ra đâm coi. Đồ mình đồ 5% thì thường là chỉ có đi với team bốp rồi để chờ phản đạn thôi. Đó, đâm ông này thì thốn mà. Ui gặp ông này. Gặp ông này là to, ông này trâu quá. Lúc giờ đấm chưa chết được phát nào. Ghê thật. Đó. Này đâm cũng thốn luôn. Ui kìa. Hai thằng đứng đâm mà không chết được ông kìa. Vãi đái thật. Để coi. Đổ 4% mà. À, ông đổ 4%. 4% giảm sát thương anh nha. Thì mình lại chơi đồ 5% phản hồi sát thương nhưng mà máu của mình thì lại lên gồng được bao nhiêu máu. Châu quá, khá là châu. Thì gồng lên thì được có 189k. Thì đi cái hướng đồ này thì không ăn thua rồi. Dinh còn cái này nữa. Đấy có gì mình để coi cái nào mà ngon nhất. Đó. Anh giật ông này giật vậy đâm vậy không đồ trâu quá giảm sát thương ngon thì bên này nó chỉ có 5 class nguyên thủy thôi nha anh em ơi thì DK sâu F với MG với DL thôi chứ nó không có giống như mấy cái bản season 6 kìa. Những ai mà thích ôn lại kỷ niệm mà giống như thời ngày trước. Ui. Thì chơi cái bản này là hợp lý nhất rồi. Bản này thì đồ nó chỉ có tối đa là vậy thôi. Win thì tối đa win 2. Chưa còn máu. Ui. Ông này thì không lúc giờ chưa thấy ông nào đánh chết được ông này. Đó là trâu. Đây làm xem.
Ông này không phải xét 4% đâu, ông này xét 4% mình đâm một chết mà, xét 5% luôn đó. Còn ông này Jin Jin ông này này. Ông này cái xét 4% nó giảm sát thương cho đây nhá. Khá là trâu. Đó. Đâm lại. Ông này là dòng đen còn ông này là dòng đỏ. Mình là dòng xanh. Này coi coi đi. Không biết chơi 4% à. Ôi. Ôi gặp ông MG kìa. Rồi MG đâu lên đâm thử phát coi. Ui. Nó bơm máu này anh em ơi. Mình bơm máu bằng tay mà vậy cũng khá là nhanh rồi. Nó đâm theo. Đâm không thấm được ông kia. Không thấm. Rồi. Đứt ngắt. Đấy. Ngày tận thế à. Ui trời. Lên người ta chưa gồng máu xong là đã chuột người ta rồi. Rồi. Ngày tận thế. Đó. Ui. Nào ghê thế. Ngày tận thế thì mình đâm để thử đâm thử ngày tận thế nó chết luôn nha. Ui. Lúc chờ toàn mấy ông DK đứng trên này không. Hay làm này mình đâm chết được. Hay làm này đâm ổn. Ngày tận thế. Ngày tận thế là đâm chưa đâm thử lần nào. Để coi lên đấy. Ôi. Mày mặc xét gì đây? Đây lầm. Ui, mày thế. Ngày tận thế xem xét đổ. Thì mấy cái bản này thì đa số anh em thích DK huyền thoại. Thì DK là một huyền thoại rồi. Mà để mình coi mấy class khác PK ổn không. Với lại để mình nhờ nếu mà DK thì để mình phải binh xét đồ 4% thử. Ôi này mạnh thế. Để binh xét đồ 4% thử xem anh ơi. Chứ 5% là không ăn thua, không có phán được. Ui hai ông chọc luôn. Đấy. Này cũng phê, ông này cũng phê. Ông này chắc cũng 4% rồi. Ui. Khủng 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 khủng. Hàng này khủng quá. Đó, anh em đang đi build đồ khá là đông. Để mình coi xem binh đồ theo kiểu nào nữa. Để kiếm bộ dinh pen ngon ngon chút xíu. Hai cái pen này thì tạm ổn rồi. Giảm sát thương với lại phản hồi sát thương. Còn cái này thì mới có 10% tỷ lệ sát thương hoàn hảo. Để có gì test MG thử xem. Thôi video mình sẽ kết thúc tại đây nha. Anh em nào thích thì để đường link ở dưới phần mô tả video. Anh em nào thích thì tải về vào test thử nha. Để mình để đi binh đồ tiếp. Thôi bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.